chủ đầu tư Sun Ba mở bán căn hộ cuối cùng tại dự án Sun Ba World với nhiều chính sách ưu đãi. Thông tin dự án: vị trí số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư: tập đoàn Sun Ba Group Hồng Kông. Đơn vị thiết kế: EGA Copper Station. Thiết kế cảnh quan: ông và ông Limited Singapore. Loại hình căn hộ: căn hộ 2 phòng ngủ, 97m đến 105m, view sông Sài Gòn. Căn hộ 3 phòng ngủ, 122m2 đến 124m2, view sông Sài Gòn và biệt thự Ba Son. Nhận nhà ở ngay. Giá bán chỉ từ 100 triệu mét, miễn phí quản lý lên đến 4 năm. Được nuôi thú cưng dưới 6kg. Trả trước 5 tỷ nhận nhà ở liền hoặc cho người nước ngoài thuê, 50% còn lại thanh toán trong 5 năm. Chiết khấu 2%, mua trực tiếp chủ đầu tư. Bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp Butler, Boss Mitsubishi, Dynamic. Tiện ích dành riêng cho cư dân, hồ bơi người lớn và trẻ em ngoài trời, sân vườn cảnh quan nhiều cây xanh. Phòng tập gym view sông bên trong nhà và ngoài trời, phòng tập yoga, phòng karaoke, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, phòng họp, thư viện, sảnh lounge sang trọng theo tiêu chuẩn 5 sao, nhà sinh hoạt cộng đồng, an ninh và hệ thống camera giám sát 24/7. Quý cô chú anh chị quan tâm đến căn hộ Sun Ba World hãy gọi hotline 0931109528.